Chào các bạn, phần tiếp theo tôi xin trình bày việc tích hợp máy DC Windows 2.3 với dịch vụ DNS trên máy Linux. Chúng ta thường quen sử dụng dịch vụ DNS của Windows cài ngay trên máy DC. Đúng không? Nhưng bài học ngày hôm nay tôi xin tách dịch vụ DNS cài riêng trên máy Linux và sau đó là cái máy DC này sẽ tham chiếu đến cái máy DNS này để cập nhật các record SRV cũng như là thực hiện việc phân giải tên cho tất cả các máy ở trong domain nhân nghệ.com. Trước khi đi triển khai thì chúng ta sẽ phải cài cái dịch vụ DNS hoàn chỉnh trên máy DNS. Giờ chúng ta kiểm tra coi dịch vụ DNS đã được cài đặt chưa. RPM QR grep bin. Rồi, chúng ta đi cài mau đi vào. RVM pin 9.3. Rồi chúng ta cài tiếp cái gói là develop ha, gói develop. RPM trừ y ra c media bin develop. Rồi bin 9.3 develop lib utility clean ch group. Rồi xong. Giờ chúng ta sẽ đi cấu hình đi cấu hình cái dịch vụ DNS cho cái domain là nhân nghệ.com. Giờ ta kiểm tra IP ifconfig. Rồi, cái máy này của chúng ta là 192.168.1.10. 192.168.10 đây máy này. Còn máy DC của chúng ta là .11. .11. Giờ chúng ta kiểm tra file vi etc json. Rồi, DNS đã chỉ đến chính máy này ha. Trong hệ thống đã có DNS, do đó chúng ta sẽ cái name server này chúng ta sẽ nhập cái DNS của chính cái máy này. Rồi chúng ta kiểm tra lại tên máy cast etc sysconfig network. Tên máy của chúng ta là server1.nhân nghệ.com. Rồi ch và name ch root. Rồi bây giờ chúng ta phải soạn ra cái file cấu hình. Các file cấu hình gồm có những file như sau. Rồi trong file cấu hình
ha, thì chúng ta sẽ có một cái file là name root. Rồi mở xem thử. File name root này chứa các cái IP của các cái máy DNS ở root dùng để phân giải ra bên ngoài. File name con đây là cái file cấu hình chính. File cấu hình chính ha, đây là file cấu hình chính của chúng ta. File cấu hình chính. Thì trong cái phần trước tôi có trình bày về cách cài đặt DNS rồi ha. Thì tôi sẽ chép những file này vào những vị trí cần thiết. MSSSQ. Connect vô 192.168.1.root. Là name chroot etc. Rồi, tại đây tôi sẽ copy cái file con này vô đây. Rồi, chúng ta có file con. Rồi, tương tự những file còn lại. Rồi, những file còn lại chúng ta sẽ copy vô trong thư mục và này. Sau này là những cái thư mục cũ xóa đi ha. Rồi, nó bát vô đây. Rồi, đây là những file cấu hình. Rồi, chúng ta vô đây chúng ta kiểm tra lại ha. CD etc. Rồi, file name d v. Đây là file cấu hình chính ha, file cấu hình chính. Set new option zone. À, đây là cái miền phân giải thuận, nhắc lại .com. Localhost phân giải cục bộ. Đây là miền phân giải nghịch ha, miền phân giải nghịch. CD và em đây. Rồi giờ chúng ta kiểm tra các cái file database cấu hình phân giải thuận nhất nghệ. Cái file name root này chúng ta có thể download từ internet về ha. Đi nhắc nhở cho em đây về. Rồi, file cấu hình chúng ta sửa lại. Máy này của chúng ta là 10 ha, 10. Server 1 ha, server 1. root.nhatnghe.com. Rồi, kẹp xeo lại. V1. À, vùng phân giải thuận à, vùng phân giải thuận không nhiều. Server 1 nhập lại chấm cơ à, NKS lưu lại. Sau khi cấu hình xong cái phần vân giải thuận và nghịch và chỉnh lại các cái thông tin trong database thì chúng ta sẽ khởi động service md start. À, select md data. Đó là check config. Md off.
Rồi, chúng ta thử phân giải NS log vừa qua web chấm nhắc lại chấm cô. Service. Bên server 1 chấm nhắc lại Trung Quốc bên vừa qua chấm nhắc lại Trung Quốc thì kiểm tra lại vì nhắc lại vì nhớ lại 1 trong 2 quay web CNN server 1 của cái web mà mail FTP bên FTP chấm nhớ lại chấm com bên mail chấm nhắc lại chấm com này mình kiểm tra setup network xóa default gateway để không không phân giải ra internet được ha mở sket quiz service network restart trên cái máy XP ha, trên máy XP và máy 2K3 máy XP và máy 2K3 chúng ta sẽ chọn DNS về bên máy CentOS. IP là chấm chấm 10 ha. IP chấm 10 của máy DNS là chấm 10. Đó, xem đây. DNS nó cấp một web web chấm nhắc nhở chấm cô. Ok, thành công ha. Mail chấm nhắc nhở chấm cô. FTP chấm nhắc nhở chấm cô. Rồi. Đó là chúng ta đã triển khai xong cái dịch vụ. Triển khai xong dịch vụ DNS trên máy CentOS. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái dịch vụ DNS trên máy CentOS này có thể tiếp nhận các cái record từ cái máy DC 2K3 khi chúng ta nâng cấp lên.